Tuổi Tân Hợi 1971, xây nhà năm 2022 Nhâm Dần, đựng lộc trời cho, giàu sang phú quý. Hoan hỉ chào đón quý vị đã quay trở lại với kênh Phong Thủy Gia Cát. Kênh thông tin hữu ích, chuyên chia sẻ, truyền tải các kiến thức về tử vi, phong thủy và đời sống tâm linh. Quý vị thân mến, xây nhà là chuyện trọng đại của cả đời người. Ông bà ta vẫn thường nói rằng an cư lạc nghiệp. Vậy nên trong quá trình xây dựng nhà ở có rất nhiều nguyên tắc quan trọng mà gia chủ cần tuyệt đối lưu ý. Để giữ gìn cho gia đạo được an yên, hạnh phúc và sự hanh thông, thuận lợi, các bậc thầy phong thủy đã chia sẻ rằng có những sai lầm đại kỵ khi xây nhà mới mà gia chủ cần tuyệt đối tránh xa nếu không muốn tự tay rước họa vào thân, sóng gió gian khổ trăm bề, có làm lụng vất vả mà cũng chẳng đủ ăn. Chắc hẳn mệnh chủ tuổi Tân Hợi sinh năm 1971 cũng đang rất nóng lòng tìm hiểu vấn đề này là như thế nào. Xin mời quý vị hãy cùng theo dõi chương trình ngày hôm nay. Trong năm Nhâm Dần 2022, mệnh chủ tuổi Tân Hợi sinh năm 1971 đã bước sang tuổi 52. May mắn năm nay, mệnh chủ không bị phạm kim lâu, hoang ốc và tam tai. Xin chúc mừng tuổi Tân Hợi, mệnh chủ có thể tiến hành xây nhà một cách thuận lợi, không cần phải đi mượn tuổi để xây nhà. Trước khi vào phần phân tích chi tiết về từng hướng nhà có xây được hay không, ta cần phải xem những hướng nhà nào hợp với tuổi của quý vị. Với những người tuổi Tân Hợi có cung mệnh là cung Khôn thuộc Tây Tứ Mệnh, có 4 hướng tốt là hướng Tây Nam Phục Vị, hướng Tây Thiên Y, hướng Tây Bắc Diên Niên và hướng Đông Bắc Sinh Khí. 4 hướng xấu là hướng Đông Hòa Hại, hướng Bắc Tuyệt Mệnh, hướng Nam Lục Sát, cuối cùng là Đông Nam Ngũ Quỷ. Nếu các mệnh chủ tuổi Tân Hợi đang ở trong những hướng Tây Nam, Tây, Tây Bắc, Đông Bắc thì xin chúc mừng. Còn nếu rơi vào 4 hướng xấu như hướng Đông, hướng Bắc, hướng Nam, hướng Đông Nam cần phải hóa giải ngay lập tức bằng cách treo trước cửa nhà một gương bát quái tinh cầu đã được khai quang để hóa giải những vận xui liên tiếp ập đến với gia đình do ở hướng nhà không hợp. Pháp khí gương bát quái tinh cầu đã được khai quang trì chú theo pháp của đạo gia nên vật phẩm sẽ phát huy công năng tốt nhất, hóa giải mọi điều xui xẻo đến với gia đình. Còn bây giờ là phần luận giải chi tiết từng hướng nhà trong năm 2022 Nhâm Dần. Đầu tiên là hướng Bắc. Hướng Bắc gồm 3 sơn Nhâm, Tý, Quý, 337,5 đến 22,5 độ. Năm 2022 Nhâm Dần được sao nhất bạch tài tinh đào đến. Sao nhất bạch là sao tham lang, hiệu văn xương, ngũ hành thuộc thủy, màu trắng. Mùa thu tiến, mùa đồng vượng, mùa xuân tiết, mùa hạ tử. Kẻ sĩ gặp nó ăn được lộc của nó, người thường gặp nó nhất định tiền bạc sẽ vào nhà. Đây là đệ nhất cát thần. Nhất bạch lại là quan tinh, nếu nó đương vượng, hình thế loan đầu bên ngoài lại có phong thủy phóng quang, khoa cử đỗ đạt, danh lừng bốn bể, sinh con trai thông minh trí tuệ. Nó mà suy tử thì hại vợ không thọ, cuộc đời trôi nổi lênh đênh, mắc nhiều bệnh tật về huyết, thận hư hoặc thành kẻ nghiện ngập trộm cướp. Nhất bạch gặp phương Bắc là tị hòa, nếu vượng có lợi cho tài văn chương hoặc các công việc về văn, nếu suy thì sẽ bị bệnh về máu, nghiện ngập hoặc chìm đắm trong tử sắc. Vậy nên với những nhà hướng Bắc năm 2022 Nhâm Dần, hãy treo trước cửa pháp khí phong thủy, mai hoa, phú quý. Đồng thời tại phương vị này trong phòng khách nên đặt một tháp văn xương để kích vận, nghênh sao nhất bạch, giúp cho đường quan vận và học hành của những người trong gia đình hành thông may mắn. Hơn nữa, những mệnh chủ tuổi Tân Hợi khi ở hướng Bắc không hợp hướng, rơi vào cùng tuyệt mệnh nên rất xấu. Hướng tuyệt mệnh là một phương vị hung tinh trong phong thủy bát trạch, hướng về phía âm khí. Đặc biệt trong phong thủy cho thấy, nhà nhiều âm khí sẽ gây ra bệnh tật, ảnh hưởng xấu đến sức khỏe cũng như các mối quan hệ của các thành viên trong gia đình. Với những mệnh chủ tuổi Tân Hợi hiện đang ở nhà hướng Bắc, mệnh chủ nên treo trước cửa nhà một chiếc gương bát quái tinh cầu kèm theo một sâu tiền mai hoa phú quý, hóa giải nhà tuyệt mệnh. Hóa giải hướng nhà tuyệt mệnh giúp gia chủ tuổi Tân Hợi được may mắn, bình an trong ngôi nhà của mình. Thứ hai là hướng Nam. Hướng Nam gồm 3 sơn Bính, Ngọ, Đinh, 157,5 đến 202,5 độ. Năm 2022 Nhâm Dần, những nhà tọa Năm 2022 Nhâm Dần, những nhà tọa Tý hướng Ngọ phạm vào tam sát. Theo Vĩnh Cửu Thông Thư, tam sát được giải thích chia làm 3 dạng: tuyệt là kiếp sát, thai là tai sát, dưỡng là tuế sát. Nơi đơn giản hơn thì kiếp sát, tai sát và tuế sát chính là vị trí tuyệt, thai, dưỡng của địa chi. Từ đó có thể hiểu, trên thực tế thì tam sát là tên gọi chung, kết hợp giữa kiếp sát, tai sát và tuế sát. Tam sát là phương vị lưu niên xung tam hợp phượng vị. Trong phong thủy có câu, muốn phát tài, phải đấu tam sát.
Tam sát là một trong những thần sát trọng yếu trong phong thủy nhà ở. Nếu lưu niên phạm tam sát, ta sẽ ảnh hưởng đến tài vận trong năm, cũng sẽ vì thế mà gặp họa phá tài, lộ tài, người nhà ốm đau bệnh tật, tai nạn bất ngờ. Vậy nên những nhà hướng nam năm nay xây mới cần hết sức lưu ý. Quý vị hãy liên hệ đặt lịch trực tiếp với thầy Gia Cát để được tư vấn hoàn toàn miễn phí tại văn phòng. Như quý vị đã biết, hướng nam cũng là hướng xấu đối với những mệnh chủ tuổi Tân Hợi vì bị phạm vào cung lục sát. Ở nhà hướng nam, mệnh chủ sẽ bị nhiều chuyện không hay xảy đến. Phái Bát Trạch phong thủy quan niệm rằng lục sát là sự kết hợp giữa phương vị của gia chủ và quái mệnh mà không phù hợp, tạo ra những điều kém may mắn. Vậy nên mệnh chủ cần phải treo trước cửa nhà một gương bát quái tinh cầu để hóa giải. Tiếp theo là hướng đông. Hướng đông gồm 3 sơn giáp, Mão, Ất, 67,5 đến 112,5 độ. Năm 2022 nhâm dần, những nhà định khởi công xây dựng có tọa dậu hướng Mão bị phạm vào Mậu Kỷ đô thiên sát. Mậu Kỷ đô thiên sát là một trong năm sát tinh lớn nhất của năm, ảnh hưởng trực tiếp đến trạch đất. Chính vì nó thuộc một trong năm sát tinh nên trường khí rất mạnh, ảnh hưởng đến sự hưng vượng của ngôi nhà. Vậy nên quý vị hãy sử dụng la bàn phong thủy đo kỹ lưỡng, liên hệ trực tiếp với thầy Gia Cát để được tư vấn hoàn toàn miễn phí. Với những mệnh chủ tuổi Tân Hợi, hướng đông sẽ là một trong 4 hướng xấu cho mệnh chủ. Vì cung khôn mà ở hướng đông sẽ rơi vào cung họa hại. Họa hại có ý nghĩa là một hướng, một cung, một sao xấu trong phong thủy. Xét theo ngũ hành, họa hại thuộc hành thổ, còn có tên gọi khác là sao lộc tồn. Nếu gia chủ xây nhà theo hướng họa hại, ảnh hưởng trực tiếp đến tiền tài, vật chất, các mối quan hệ của gia đình. Mệnh chủ không có khả năng tích lũy tiền của, thường xuyên bị hao tổn tiền bạc, làm được mà không giữ được, thường bị tiểu nhân quấy phá, dính vào những bụng. Mệnh chủ sẽ không có khả năng tích lũy tiền của, thường xuyên bị hao tổn tiền bạc, làm được mà không giữ được, thường bị tiểu nhân quấy phá, dính vào những vụ kiện tụng, tranh chấp, mâu thuẫn không đáng có, bị tiểu nhân quấy phá trong việc làm ăn. Vậy nên mệnh chủ cần hóa giải bằng cách treo trước cửa nhà một gương bát quái tinh cầu đã được khai quang, trì chú để hóa giải hướng nhà rơi vào cung họa hại, giúp cho mệnh chủ tuổi Tân Hợi được may mắn, bình an, thu thu tài lộc. Thứ tư là hướng đông nam. Hướng đông nam gồm 3 sơn thìn, tốn, tị, từ 112,5 đến 157,5 độ. Năm 2022 nhâm dần, những nhà tọa hợi hướng tị bị phạm tam sát, không nên xây mới hay sửa chữa. Còn những nhà tọa càn hướng tốn, tọa tuất hướng thìn thì xây mới bình thường. Nhưng để mọi việc được hành thông thuận lợi, quý vị hãy liên hệ trực tiếp với thầy phong thủy uy tín để được tư vấn về việc chọn tuổi động thổ, ngày giờ động thổ, cũng như cách bố trí phong thủy hợp lý, mang lại may mắn, bình an. Hơn nữa, những mệnh chủ tuổi Tân Hợi mà ở nhà hướng đông nam cũng không phải là hướng tốt, rơi vào hướng ngũ quỷ. Một trong những hướng cực xấu của gia chủ tuổi Tân Hợi khi ở trong nhà, bởi ngũ quỷ theo triết tự có nghĩa là 5 con quỷ, gây ra sự bất lợi cho gia chủ cũng như các thành viên trong gia đình thông qua nhiều yếu tố khác nhau. Chính vì vậy, quý vị cần treo trước cửa chính một chiếc gương bát quái tinh cầu, hóa giải hướng ngũ quỷ, giúp gia chủ ở trong nhà được may mắn, bình an. Thứ năm là hướng Tây. Hướng Tây gồm 3 sơn canh, dậu, tân, 247,5 đến 292,5 độ. Năm 2022 nhâm dần, bị sao thất xích phá quân ngự trị. Thất xích là sao phá quân, còn gọi là tặc tinh, một trong những hung tinh của huyền không phi tinh. Quý vị nên cẩn trọng khi lập tinh bàn, chọn đất xem nhà. Sao thất xích nếu vượng, phát về võ quyền, đinh tài, đều vượng. Nếu suy trong nhà xuất hiện trộm cướp hoặc có người chết trận, bị giam cầm, gia đạo không yên, có thể vì hỏa tai, tổn đinh, xuất hiện người ham mê, tử sắc. Thất xích là hung tinh, vì vậy nên tĩnh mà không nên động. Động thì điều xấu càng nhiều, nhất là nhà ở đầu phố hay ngã ba, nguy hại càng lớn. Bởi tính hung hiểm của sao thất xích, nên khi quý vị xây dựng nhà cửa, cần phải hết sức dè chừng, kẻo ảnh hưởng trực tiếp tới sức khỏe và gia đạo của gia đình. Trong trường hợp quý vị đang ở nhà hướng Tây, cần phải treo trước cửa pháp khí phong thủy, mai hoa phú quý để hóa giải. May mắn, hướng Tây là hướng tốt đối với gia chủ tuổi Tân Hợi, là hướng Thiên Y. Thiên Y là sao cự môn, thuộc hành thổ, là cát tinh, không những là biểu hiện tốt về mọi mặt sức khỏe, phòng bệnh, mà còn làm cho gia đình hưng vượng về tài sản, nhà đất, vật nuôi. Nó thể hiện vai trò của nhà lương y như vị cứu tinh giúp cho gia chủ giảm trừ tai họa, tăng trưởng phúc đức. Vậy nên để tăng cường sức khỏe gia chủ, hóa giải xung sát, cần treo trước cửa nhà một chiếc gương bát quái tinh cầu bằng gỗ đào. Thứ 6 là hướng Tây Bắc. Hướng Tây Bắc gồm 3 sơn tuất, càn, hợi, 292,5 đến 337,5 độ. Năm 2022 nhâm dần, sao lục bạch tài tinh đào đến hướng. Lục bạch là sao vũ khúc, là cát tinh.
khi lập tinh bàn nên hướng theo sau này để chọn được nhà đất tốt. Sau lục bạch nếu vượng, quyền uy chấn động bốn phương, làm võ tướng công trạng hiển hách, gia đình giàu có, nhiều nhân đinh. Nếu suy tử, sống cô độc, chết trong binh đao, người nhà thường quá vợ, có nhiều quả phụ. Lục bạch gặp nhất bạch là sinh xuất, nếu vượng quan vận thuận lợi, hành thông, tiền của dồi dào, con cái học hành đỗ đạt. Nếu suy thì quan lộc tuy không giảm, nhưng người nhà thường mắc chứng đau đầu, gặp tai nạn, sông nước. Như vậy, tổng quan hướng Tây Bắc năm 2022 Nhâm Dần là khá tốt, việc động thổ xây nhà lại càng hành thông thuận lợi. Còn những người đang ở nhà hướng Tây Bắc nên treo trước cửa một pháp khí phong thủy, mai hoa phú quý, đón cát tinh, hóa giải hung tinh của năm. Những gia chủ tuổi Tân Hợi ở hướng này được xiên niên hay phúc đức, tượng là giao vũ khúc thuộc hành kim, là cát tinh, đại diện cho tuổi thọ, sự phát đạt về tài chính kéo dài để lại cho thế hệ sau. Nó còn được gọi là thần phúc đức. Hơn nữa lại ở nhà Tây Trạch thì hợp, làm cho nhà thịnh vượng lên vì bản thân nó là kim. Lại gặp hành kim nên sẽ tăng thêm phần thịnh vượng. Thứ bảy, hướng Đông Bắc. Hướng Đông Bắc gồm 3 sơn sửu, cấn, dần, 22,5 đến 67,5 độ. Năm 2022 Nhâm Dần, những nhà tọa thân hướng dần bị phạm vào thái tuế, mậu kỷ, đô thiên. Những nhà tọa mùi hướng sửu bị phạm vào tam sát. Đây là 3 đại kỵ lớn khi xây nhà, các thầy khuyên không nên động thổ xây mới. Trong trường hợp quý vị bắt buộc phải xây, hãy liên hệ với thầy Gia Cát để được tư vấn cách hóa giải, hoàn toàn miễn phí. Những mệnh chủ tuổi Tân Hợi mà ở hướng này được sinh khí. Sinh khí là sao Tham Lăng Tinh, ngũ hành thực mộc, là cát tinh mang lại may mắn. Sinh khí mà ở hướng Đông Tứ Trạch thì được hợp trạch vì thuộc tính ngũ hành tương sinh với các hướng đó, giúp cho nhà cửa gia chủ thịnh vượng lên. Vậy nên để kích hoạt vượng khí của ngôi nhà ở hướng Đông Bắc, các thầy phong thủy khuyên mệnh chủ nên treo trước cửa nhà một chiếc gương bát quái tinh cầu bằng gỗ đào, một pháp khí phong thủy chiêu tài, mai hoa phú quý, tăng cường vận khí của những nhà hướng Đông Bắc, kích hoạt tài lộc cho gia chủ đang sống trong nhà. Cuối cùng, hướng Tây Nam. Hướng Tây Nam gồm 3 sơn mùi, khôn, thân, từ 202,5 đến 247,5 độ. Năm 2022 Nhâm Dần, những nhà tọa dần hướng thân bị phạm vào tuế phá, tọa sửu hướng mùi phạm vào tam sát. Đây là 2 sát tinh lớn hóa giải rất khó, vậy nên việc xây mới hoàn toàn không nên. Còn những nhà tọa cấn hướng khôn có thể động thổ xây mới trong năm 2022. Với những gia chủ tuổi Tân Hợi đang ở nhà hướng Tây Nam, đây là nhà hợp hướng với mệnh chủ vì hướng này được phục vị. Phục vị là sao phụ bật thuộc hành thủy, cũng là cát tinh, có tác dụng tăng thêm sức mạnh, tiếp thêm cho trạch mệnh và trạch chủ. Nếu gặp cát tinh, mọi việc sẽ thăng tiến nhiều, gặp hung tinh mọi sự xá sút. Vậy nên mệnh chủ cần treo trước cửa nhà một gương bát quái tinh cầu gỗ đào, một pháp khí phong thủy chiêu tài, mai hoa phú quý để tăng cường vận khí của ngôi nhà. Quý vị thân mến, trên đây là những chia sẻ về việc xây nhà, cách hóa giải phù hợp với gia chủ Tân Hợi 1971 trong năm Nhâm Dần 2022. Hy vọng rằng những nội dung trong chương trình ngày hôm nay đã giúp quý vị có được những thông tin hữu ích hơn nữa. Cảm ơn mọi người đã luôn quan tâm, theo dõi, ủng hộ chương trình. Quý vị đừng quên like, đăng ký kênh, nhấn vào tín hiệu chuông để nhận được những thông báo mới nhất của kênh và không bỏ lỡ bất kỳ video và thông tin nào từ chúng tôi. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình lần sau.